Ok, lên em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái series mà Vigation sinh thôi. Anh em thấy có giao diện tiếng Việt rồi thấy chưa? Đây là cái bản biệt phá của The Get Team. Họ mới tung ra cái bản thử nghiệm. Anh em là muốn trải nghiệm thì cứ lên Discord của họ. Lên đó thì mình có thể donate để sử dụng cái bản biệt phá này. Hoặc đơn giản là chờ một thời gian nữa. Lúc đó họ đưa ra cái bản mà công khai phát hành cộng đồng á. Thì anh em có thể tải về miễn phí luôn. Lúc đó anh em chỉ add vô trò chơi thôi. Cái bản biệt phá này nó đang vẫn còn là Google Dịch. Nên nhiều lúc anh em sẽ thấy có rất là nhiều lỗi tiếng Anh luôn. Đây như cái này họ chưa có dịch xong nè. Như ba cái sàn này là cái sàn có sừng sàn gàng thì họ chưa có dịch đầy đủ. Như bên đây cũng vậy luôn, giả kim công trình gì nữa. Mấy cái này thì vẫn còn thiếu rất là nhiều. Nói chung là sơ sơ thì cũng khoảng 80-90% đã hoàn chỉnh rồi. Còn đây là cái bay tôi mới dời qua sang cái địa chỉ mới bên này. Bay cũ thì vẫn bên đây thôi. Nhưng mà tôi sang bên này cái mới đi. Cũng xây dựng lại khá nhiều thứ á. Xây bên này xong rồi. Mấy cái này thì nó hết huyết, nó tan chảy hết nè. Xây bên này thì nó rộng rãi hơn rất là nhiều luôn. Nó bên này cũng rộng quá nè. Cũng có khá nhiều chỗ để anh em xây á. Nhưng mà rộng nhất thì tôi thấy vẫn nó ở trên này. Có điều lên đó thì ăn hành quá à. Đây anh em nhìn tôi chạy lên đây nè. Ăn hành quá à, phải chạy về. Chịu không nói. Đây là cái bộ đồ thì cũng mới lên thôi. Cũng khá như cũ. Bây giờ thì xây cái nhà tù. Cầu thang thì cũng chưa biết xây cái cầu thang nó nằm ở chỗ nào cho đẹp nữa. Cái cầu thang thì để đây có khi vừa luôn á, nhưng mà đi như thế này nó cũng vòng vòng quá à. Chỗ này chắc tôi để nguyên cái cầu thang bắt từ đây mình lên thẳng đây luôn nè. Đây đây, cái cầu thang thì chắc tôi xây ở ngay cái chỗ này, đâm thẳng lên chỗ này luôn. Con hươu nó trong nhà mình kìa, tôi sẽ dời cái này đi đó. Cái cầu thang này nó hai ô nữa hết ta. Để cầu thang ngay trước cửa thì kỳ lắm. Thôi từ từ tính. Bây giờ chúng ta đi đến hot. Con chuột này mình chưa có đánh ra được đó nè. Boss thì bây giờ chúng ta sẽ đi bêm hai con này. Sẽ mở được cái mà mấy cái rèm cửa thôi. Mấy tấm mà khăn lót sàn. Nói chung là cái thảm chùi chân á. Ngoài ra thì ở đây để tăng chất lượng power gì đó rất xa. Mình quay mặt về hướng bắc chỗ này, nó nằm ngay hướng đông luôn. Rồi tè le đi thôi anh em ơi. Hướng đông gì chắc phản là ở đâu đây quá, tôi đoán ở đâu bên đây nè. Rất xa thì mình tè le từ chỗ này mình đi thẳng lên hướng bắc này đi. Chỗ này lần trước tôi đánh con quái băng bên đây rồi, cũng còn khá xa nữa hả ta. Không biết có điểm dịch chuyển nào ở bên đó không. 54. Cụ chiến binh hả, chơi luôn ha. Thì giá nó chơi chiêu hút độc cái gì. Vái này nó mạnh à, hút máu luôn, hấp huyết mày luôn. Vái bên này nó mạnh phết á anh em ơi. Đánh mấy con tôm tép không à, bay nổi cây máu chạy. Mình lên 60 rồi đó nha. Tôi mới có lên cái cọng dây chuyền mới nè. Lên cái đầm phép rất là nhiều luôn. Biển sói đây. Chỗ này là cái gì ta?
cuộn lên. Cái chỗ này cũng khá rộng nè. Ừ, phải cuộn lên cuộn giấy. Anh em lấy mà ba cái bông gòn ở đây nè. Bông gòn sau này mình cần nhiều lắm. Rảnh rảnh thì mình lại đây mình gom. Ở đây cũng có bông gòn nữa hả ta. Ngon vậy. Nguyên cái khu dưới này là bông gòn hết luôn nè. Từ cái nhà tôi đi ra nó cũng gần. Bây giờ đi đánh boss đã. Bên này là cái xứ là phía đông này nó lạnh phết. Sao cảm giác game nó giật lắc như ta. Cái gì đây? Đạo tặc, đạo tặc. Đạo tặc nó đánh nhau với mấy anh tử thần vậy đó. Khu này là mảnh vỡ Tây Gan gì đó. Mình chưa gần tới cái đó nên cũng chưa biết. Khu này nó điêu tàn phết luôn. Vampire 52. Ủa? Nè anh em thấy cái khoảng cách chữ gần không? Nó hiện hình chữ đóng rồi nè. Đó là do cái lỗi dịch thuật trong cái bản này nó chưa hoàn chỉnh á. Sắp tới thời gian nọ nữa thì họ sẽ cập nhật thêm thôi. Gì đây? Gấu. Đây nó trong cái nhà luôn nè. Thương nhân ma cà rồng á. Từ từ, mình có cái dạng người. Có đem tiền hay không trời? Không có đem tiền rồi. Kệ vô coi ảnh bán cái gì. Ủa, bán bằng mấy cái mảnh vỡ Stigan nữa. 20 luôn nha. Cái kiếm tôi chỉ có 18 thôi đó. Súng luôn nè. Lưỡi liềm. Mảnh vỡ thủy tổ hả? Cái này không biết kiếm ở đâu. À anh này ảnh là cũng ma cà rồng giống mình nữa nên ảnh giao dịch thoải mái luôn. Không có phân biệt dạng người dạng thú gì hết. Gì mà tan quát ở trên vậy nè anh. The Legion of Nocturne exists to save. Tôi mới thấy con gì ở đây nè. Nó to vãi đái luôn á. Chơi chứ. Con này nó mạnh dữ vậy trời. Mình 60 mà mình đánh nó thì khớp khớp vậy nó. Feel that the Legion of Noctum rises above. Power. Cắn máu, cắn máu, cắn máu. Đi ra. Nó chơi mình đóng băng liên tục luôn. Rồi mày rớt xuống là mày bay màu. Chạy đâu? Chạy đi đâu? Trời nó còn chơi đớp giáp nữa. Trời ơi. Con này 53 hết ta. Thằng này là không quái nào mà nó đánh kinh vậy. Ghê nào quay lên rồi Pano.
60 đến 53 và đánh học máu lên xuống luôn. Ủa, đúng cái con mình mà đang tìm luôn nè. Con này tôi đánh rồi, con này mình mới đánh xong là mở được cái này. Bây giờ mình đánh tiếp con này đi. Có con nào gần gần không? Đây đây đây, con này gần nè. Nằm ngay hướng bắc luôn. Chắc là ở đâu đó khu này. À không, nó lệch qua đây. Đây quá. Game ngày càng khó nữa nha. Tôi phải xài cây kiếm, tại vì cây kiếm của tôi là nó 18 nè. Còn mấy cái này nó 15 không à, nên đổi vũ khí đánh mấy con đó là mình tốt hơn nữa. Tính đồ ma cà rồng hả? Mày nói đâu ta? Đây phải không? Nó đâu bên đây nè. Cái trong nhà này quá. Ở ngoài luôn hả? Nè, tới gần cái nó hiện chữ đóng. Khu này khu nào vậy? Bảy đúng không? Dakulin à, cái em lần trước đi trong rừng mình gặp đó. Ê da, nó đau. Ê, cái bóc phan gia PC game bắt gì? Dễ thôi, dễ thôi. Đánh cái béo gì có hai máu thế này. Đau quá, đau quá, đau quá. Trời ơi, con này nó sống lại vậy chưa chết à. Chạy 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 vậy. Mình tha nó đi, mình tạm tha nó đi. Tao thả mày gọi mày đuổi qua vậy. From my veins, I rejuvenate. Chua nha. Phép mình có một cái phép băng mới này à. Cái này dạng như cái khiên phản đam gì đó. Cái này thì tôi chưa có ngọc để khảm vào nên làm lại. Bó đơn cố cố có khi vẫn đánh được. Mình ao á mấy đôi bờ luôn mà đánh cũng nổi nữa hả ta? Phế gì vậy?
Team nó đang đánh nhau dữ bảnh kìa. À, nó đánh với con khác rồi. Ủa sao phải nó đến dưới đây nó gì không nổi. Lộn hàng rồi anh ơi, anh đánh kia mới đúng à. Ừ, anh đánh con boss giùm em đi anh Paladin ơi. Mình để hai boss đánh nhau á, tí nữa mình lén lén lại mình húp. Ủa sao bèo vậy nè. Ừ đúng rồi, đánh nó anh Paladin ơi, đánh nó giùm em đi. Đập chết cùng nó cho em. Đây để em tiếp cho tí nè. Đánh nó anh, đánh nó anh. Anh bỏ cái gì bổ củi luôn đi anh. Mấy con tôm tép này thì để em xử lý lý nó cho. Nó tôm tép chứ nó mạnh vãi cả. Anh Paladin của mình có vẻ yếu thế nha. Đóng băng nó lại. À thằng này thằng Adept hậu vệ của thằng Lunian. Nhưng mà đánh thằng kia kìa ông nổi ơi, đuổi đuổi con làm gì. Đánh xong chưa? Máu nó còn nhiều quá à. Ý, bên này có con gì mới chết này à, nó gớt đồ xịn nào. Đi bú 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 bú. Đó nó trâu dữ thiệt á. Cái lửa lụm được cái bình gụ 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 hồi máu nè, mảnh vỡ city gun này là đánh mấy con đó nó gớt ra cái gì á. Ngọc vật ba cuồng nổ máu. Cuồng nổ máu đây hả. QEG kêu này của mình là xóa bỏ tất cả hiệu ứng bất lợi luôn, kích liễu một đơn vị trong suốt hiệu ứng hồi phục sẽ cho mình 1.6 máu tối đa, tăng thời gian hiệu lực lên 21%. Ủa, bên toilet sao nó ra anh này? Hai anh này đánh nhau lâu phết á. Anh giúp lờ men này 65. Ủa? Ê, ê, ê. Đánh thằng kia kìa anh ơi, anh Paladin ơi. Cái đéo gì nữa đây. Nó sắp chết rồi, nó sắp chết rồi. Ừ, bỏ đi anh Paladin. Bú bú bú. Đây. Anh em thấy kỹ thuật săn boss của tôi chưa? Con boss chết không kịp ngáp luôn.
Mày hả bưởi mày á. Mày hả bưởi. I feel stronger. Ngủ kìa. Paladin thấy tôi mà chạy dài là anh em biết trình độ như thế nào rồi đó. Con chuột kìa. Trời lạnh như thế này mà vẫn có con chuột nữa hả? Sắp đầy ba lô luôn rồi. Đóng gỗ với đá luôn, đỡ phải farm biết bao nhiêu. Secrets of the old world right here. 375 mình đang có bao nhiêu? Ủa sao nó hiển thị tiền ở đây vậy? Năm bốn à, đi bú liếm nãy giờ mới có 54 à. Gấu này thân thiện quá ha. Thôi về thôi, ngay chỗ này có cái tê le nè. Anh em vô option chỉnh á, mình có một cái mục muốn tê le cái gì á, muốn giới hạn mấy cái đồ mình đang mang trong người vẫn có thể tê le á, thì vô đó chỉnh lại là được. Còn nếu anh em không chỉnh á, là anh em mang một số cái đồ như phán sản nữa là không thể tê le được đâu. Nhà mới của tôi đây. Trời, mấy con boss này đơn giản quá. Này đang gần đây hả? Có khi đi hốt luôn. Ủa? Xuống mặt trời ban. Ủa? Tôi mới cảm vô cái gì vậy? Trong nhà tôi có con hươu màu đỏ đỏ, tôi chưa có hút máu nữa, để nó đi lang thang đây đi. Cuồng nổ máu nè. Cái chiêu này thì hồi máu không ngon rồi. Đây 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 cái mới. Cũng được. Mình hóa trao lên rồi cái đòn đánh của mình nó sẽ gây thiêu đốt. Chiêu mới đây, chiêu mới đây. Bức màn xương sẩu phải không? Bức màn xương sẩu. Bức màn hổ mang. Không có. Con này hút boss được không ta? Tôi vẫn thích cái chiêu phi tiễn băng này hơn. Bậc 2 à, ngọc bậc 3 nó mới ngon á. Ủa, cái đỏ đỏ hồi nãy của mình là cái gì ta? Nè, con hưu chín mấy phần trăm nè. Nó chạy nhõng nhõng trong nhà mình. Này 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 này.
mảnh vỡ Stygian. Con kia ở gần đây, mình quay mặt lên hướng bắc nha. Nó hướng tây bắc của mình. Chết rồi, trời sáng rồi, chắc chỗ này á. Đó, gần rồi nè. Ủa, đi đường nào lên vậy? Trên này nhiều đá quá ha. Mấy cái đá này cũng khá là quan trọng nè. Nên tranh thủ để đập luôn đi. Ôi bóng găm à. Là cái con hóa golem lần trước nè chứ đâu. Chỗ này trống quát anh em ơi. Nên phải đợi chiều tối mới được. Tình thủ nào chỗ này nhiều đá phết luôn á chứ. Nhiều ngọc hết luôn nè. Nãy giờ đầu cũng được cái đống này. Ấy 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 ấy. Đấm golem này luôn á. Con mũi my blood, restore my body. Chút nữa à, khoảng tiếng nữa là hết nắng rồi. Không có máu nào tốt hơn nữa chứ. Nhận một cấp trang bị à. Tức là đang 60 của mình là hơi bị phép tí nha. Bộ đồ của tôi là nó cộng, nó cộng thêm tí máu à, tăng thêm hút máu à. Cưỡi thú hả? À? Trời ơi,
đi bộ thì không có cộng. I am the unstoppable force, the immovable object. Trâu dữ gì rồi. Bây giờ thành người rồi sao? Thành người hả em? Thành người thì em bay màu với anh rồi. Dạ. Chơi cứng nó luôn, chơi cứng nó luôn. Rồi xong em nó rồi, xong em nó rồi. Chạy ha em, chạy ha em. Con này có bộ kill nó cũng dễ. Nên mình đánh thoải mái nhẹ nhàng luôn. Tội nghiệp em gái không? Cái xác còn ấm luôn. Bây giờ tôi bây giờ đang thiếu tí vận động đó, nên tí nữa rảnh rảnh mình đi làm tí đồng nữa. Chết rồi, nhảy xuống đây hồi đi đường nào về trời. Trời, trái tim của thợ săn đó chứ. Tội nghiệp anh thợ săn không? Chết rồi, sắp hết máu rồi. Quá đơn giản. Cái này chưa có dịch nữa nè. Con này hình như tôi đánh rồi mà. Con này nãy bún á.
Ngọc bậc 2 à, tăng tốc độ di chuyển 18% trong 3 giây. Cũng không ngon cho mấy. Suy nhược. Bàn gỗ nè, lấy gỗ này đi ra cho nó đem đi nghiền. Đây, có hàng cho máy nè. Mấy cái này sao nó lại nằm ở đây ta? Đáng lẽ nó phải nằm ở đây mới đúng nhé. Bên này là đá quý nào. Sách làm sao biết cái nào mình học rồi cái nào chưa ta? Cái này thì nó ngang cái vật phẩm mình đang xài, đang ngang cái viên ngọc của tôi đang xài nên không có gì ngon cả. Cái kiếm này thì cũng vậy thôi. Cần là tôi cần cái quần áo nó hơn nè. Ba cái cây cỏ tôi chưa có trồng cây nữa trời, chết rồi. Đây cây để trồng nè, trồng nè, trồng luôn nè, trồng luôn nè. Lần trước có nhiều tiền đồng rồi, cô đem đi tôi trồng hết cây luôn rồi. Cây bự bự này không cần đâu. Cây sáp này chưa cần. Cái này cũng chưa luôn. Mình ở đây là có 7 nào. Từ từ để tôi cộng đây thôi. 17, 20, 31, 33, 33 với 12 là 45. 45 thì mình phải xây là trồng trọt nè. Nếu như cái này là 7 thì 7, 7, 49 là 7 cái này. Nhưng mà cái vuông này thì nó đẹp hơn. Vuông này mình xây khoảng 20 cái. Thôi 7 đi. 7749 đi. Cái này mình cần cây sợi với ván gỗ. Cây sợi, ván gỗ thì bên đây.
sẽ đâu ta, làm cái vườn của mình ở đâu, còn 94% nè để dành hồi trư cắn này đi đánh boss. Cái khu chỗ này nó rộng dữ lắm, chắc đây đây. Đây thì được 1, 2, 3 ô. Xây cái khu nào cho nó gọn gọn ta. Dọn cái khu này. Trời ơi, mở cái tab YouTube nãy giờ. Hèn gì thấy con game nó giật. Chắc trồng cây tôi trồng nguyên cái khu dưới này luôn. Mấy cái phòng bên kia thì trước sau giờ mình cũng dời nó đi à. Rồi, về lấy thêm tí đá xây nhà. Xây cái sàn với mà cái cổng, cái tường đá với ván gỗ thôi. Hạch tâm của chúng ta đây. Nhảy từng từng từng. Cái này là mấy cái phòng đơn lẻ. Lét gạch ra chỗ này luôn. Đây còn mấy cái cây nữa ta. Chết rồi, trời sáng rồi. Rồi, chắc ba ô này là vừa. Một hai. Dướng nó trời, kệ nó đi. Tường. Chỗ này mình có thể nhảy xuống được. Rồi, tường kính luôn đi. Rồi, ok. À bên kia tôi có xây sẵn rồi. Mình qua đây mình lấy về thôi.
Rồi, vừa đẹp luôn rồi đó. Sản xuất trồng trọt. Số 1 này mình có 4 cây. Ba ba ba. Ok. Rồi. Khu này nó rộng phết luôn á. Cái phòng này chắc phải mở rộng thêm, còn cái này nó chỉ là mấy cái bia mộ thôi, tôi chưa biết nó là cái gì nữa. Cái này đồ bước đi tinh luyện có cái mới nè, đây có cái bàn này mới, bàn cắt đá quý nó bên kim hoàng, bàn mỹ nghệ này, bàn mỹ nghệ này hình như nó cũng kim hoàng luôn á. Đây nè, đúng rồi nè, thổi sắt vào bụi đá quý, nó cũng khá là nhỏ thôi. Ủa sắt mình sao ít dữ vậy ta? Wow. Quặng obi 6 mảnh nhỏ nó sẽ cho mình mảnh lớn. Mấy cái vụn này đá quý thô thì nó sẽ ra đá quý thường. Quặng obi thì mình nặng 60 cái này mới ra được cái cục obi á.
đặt cái quặng mà Saigon Golem này á trong một cái vị trí mà phù hợp thì trong vòng 150 giây cái cục đá này nó sẽ hạt tiêu, kích hoạt một cái con golem kéo dài lên 300 giây, nó sẽ đi theo mình phá vỡ đá. Tức là con này chỉ để đầu đá thôi đó à. Bốn cái quặng obi với cái tinh thể lớn này chỉ để đem đi đầu đá. Nhưng mà nó đào nhanh không? À, mình có thể set cái lượng đam con golem này gây ra nó sẽ tính ngang với cái lượng máu của nó. Thiêu đốt là đam nó ngon hơn á. Băng thì nó cho mình hiệu ứng khống chế. Thôi. Rồi cái bàn này coi như xong rồi đó. Vẫn chưa có mấy cái sàn. Trang trí được thêm mấy cái bình bông, mấy cái sân vườn. Vòng triệu hồi Stygian. Triệu hồi huyết hồn từ cõi chết. Phòng thí nghiệm giả kim là cái phòng bên này của tôi. Đây nè. Còn chỗ không vậy? Méo đủ chỗ rồi. Cái bàn này chắc không có xài nữa đâu. Cái bàn này tốt xài lắm. Gia thú nguyên chất. Mấy cái này nó phá rồi. Chừng nào mở đã. Hai cho cốt như một trái tim nguyên vẹn hả? Máu của nó có thể rất hữu ích. Thử rồi, thử rồi. Ngoài đẻ ra mấy con chuột thì nó làm được cái gì nó không trời. Nếu không có thì đuổi dẹp cái máy này luôn á. Là nó ra con chuột cống này. Bự cái gì? Ê, ê. Ê, sập nhà tao bây giờ. Ra đây mày, solo ra dùng đất hoang solo, đừng đừng chết không. À, con này là cái con mình đang kiếm nè. Cái con ở chương 1 mình đi kiếm hôm gài nè, phá ra mình triệu hồi trong cái máy này. Vậy khi nào cần thì mình mới đem cái máy này ra thôi, còn lại cứ cất nó đi. I feel stronger. Hai cái này thì nó banh nó cho này. Đây hóa ra triệu hồi nó là như thế này. Bây giờ tôi đã có thể biến thành con chuột rồi nè. Chuột biến dị, nhện con, muỗi. Mấy cái này thì còn lâu lắm. Bây giờ chúng ta lại đi đánh boss thôi. À
À còn xây mấy cái nhà tù nữa chứ. Đây mấy cái nhà tù đây, ván gỗ gia cố. Ngai vàng lâu đài. À mình sẽ tiễn người hầu, sau đó là mình ngồi ở này á thì mấy người hầu nó sẽ đi nó farm đồ cho mình luôn. Ngon. Hai thỏi đồng. Một hồng ngọc thường và hai tinh chất máu lớn. Thỏi đồng. Ván gỗ gia cố. Hồng ngọc thường. Tinh chất máu lớn. Cái cửa đi vô ở đây, xây mấy cái lồng giam đây đây. Tôi chưa biết cách xài mấy cái lồng giam này đó. Rồi 4 cái chắc đủ rồi đó. Bây giờ xây cái ngai vàng trong cái lâu đài. Đây view sông luôn, bao đẹp luôn. Cái này là cái gì đó? Thì có cái giếng nước kế bên. Sao vậy? À mấy cái vảnh vỡ tay ghim này nó sẽ cho mình cái gì đó bị động gì đó. Sáu trăm mảnh vỡ tay gan này mình méo có rồi. Cho cốt đá mài quặng lưu huỳnh, tôi nhớ có cái mỏ quặng đồng. Tròn để nó đi hả? Xét sức bị thương 15%. Mấy con đệ nào bên đây hết? Để tôi đi bắt mấy con đệ ơi. Sàn hầm mộ. Sàn hầm mộ là cái méo gì? Con này cho mình cái túi. Ủa con này, mấy con này tôi đánh gọi hết rồi. Súng nè, súng nè, súng nè. Cầu thang với mà bàn chế tác trang sức hả? Ủa? Vậy là cái phòng kim hoàng này là mình phải làm lại rồi nè. Cái phòng này nè. Có khi tôi dời cái phòng này qua. Cái phòng may mặc 6 ô rồi nè. Phòng này 6 ô được không ta? Để tính. Không, không được. Bắt buộc phải 8 ô. Ít nhất là 8 ô. 8 ô thì cái phòng này 4 ô. Phòng này 6 ô.
Mở cái phòng này ra luôn, mở cái phòng này ra đây luôn. Phòng này 6 ô nè. Có khi dời cái phòng rèn qua bển. Phòng rèn này thì cũng có 6 ô à. Không ổn. Thôi dời qua đây đi. Dời qua đây luôn thì đi xa quá. Nếu dời qua là phải dời hết luôn á. Dời qua đây có thời gian rảnh thì tôi dời qua đây. Cho cái dãy mà 8 ô luôn. 8 bên đây, 8 bên kia luôn. Tính ra thì mình cần bao nhiêu vòng đó. Để quay lại tôi đếm cái đã. Một phòng nè, phòng thư viện nè, hai phòng, ba phòng, bốn phòng, năm phòng, sáu phòng, bảy phòng, tổng cộng là bảy phòng, mỗi phòng cho là 8 ô luôn, 12 ô luôn. Thôi mỗi phòng cho là 8 ô thôi. Coi như là 8 phòng, 8 ô là 56. 56 phải không? 56 mà chia 2 là 28. 24 mỗi bên. 32 mỗi bên. Một phòng nè, 1 2 là 3 4 nè, một phòng. Hai phòng. Ba phòng, ba phòng tới đây. Hai phòng tới đây là hai phòng, 1 2 3 4. Tới đây ba phòng vừa đủ luôn. 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 4, đủ đủ đủ. Rồi. Có thời gian rảnh dời hết mấy cái phòng ở bển qua đây. Giờ chế một số đồ đi bắt mấy thằng đệ về. Chế cái này nè. Gỗ ma cà rồng hả? Hiệu lực đến khi chết luôn. Bốn mươi lăm Latin hết. Latin hết nó lấy đâu ra vậy? Ba cái sụt tôn này với mà 34 hoa lô kèn địa ngục. Kháng thần thánh. Cái này là máu nè, hoa hồng máu à. Hoa hồng máu mình có hay không không nhớ nữa. Sụt tôn này chế lâu ra ta. Đút con lơ. Đót con lơ.
Không có không đây. Lò nung cải tiến nữa. Vậy mấy cái lò nung này của mình là lò nung cùi đó hả? Cái chủ tôn nó chế đâu chạy. Bên này đòn da với cỏ thôi. Đồ đạc thì cũng chưa có gì mới. Mình thiếu cái nhà gì không ta? À, dầu chỉ cần bỏ con cá vào là nó ra dầu à. Đại kiếm sắc hung tàn thì đây. Đại kiếm chứ không phải kiếm hả? Đại kiếm sắc hung tàn rồi đại kiếm sắc hung tàn. Tám cái mẫu gadium alloy. Mấy cái mẫu đó ở đâu trời? À đây đây đây. Chưa mở được. Ủa ba tấm kính ra cái lọ thủy tinh rỗng. Khốn nạn này nó bắt mình 5 tấm kính lừa đảo. Bên này người ta có 3 tấm à, để dành lại miếng nè, 3 tấm gan lọ, bên kia nó ăn 5 tấm. Trời ơi, vậy mà nãy giờ chế biết bao nhiêu phường cát cổ. Cái bàn này giờ cũng vô dụng rồi. Cái này gồm có là đá mài với cho cốt là nó ra được cái sụt to này. Đá mài đây. Hai mươi bốn xương mới ra được cái cho cốt là trời ơi. Rồi, bây giờ nó ra cái thanh sụt tôn này. Cái thanh sụt tôn đó để làm cái gì đó? Con người bị thuyết phục á. Rồi. Cũng được. Coi như 6 cục đá mài là được. Gỗ hung tàn. Ăn có 3. 3 nhưng mà tính ra nó 10% đó nha. Là không ít đâu. Đủ chưa? Đủ chưa? 4 cục nào.
Ok. Lồng giam hả? Chứ không phải là xây mấy cái bia mộ nữa mới được. Ủa cái này là cái mới gì nữa đây? Hai thỏi sắt, hai cái sù tôn, 10 phần giấy. B đây sự kiện thế giới cấp độ 80. 80 đánh ai cũng nổi. Cái này dạng như anh em đi event hay là phó bản vậy đó. Cấp độ 80 cộng. Ây da. Còn vậy mới có 60 thôi anh ơi. Rồi bây giờ xây mấy cái lồng giam. Mấy cái gương quan tài đá cho người hầu. Ván gỗ với mà thổi đồng. Khoảng là 4 người hầu đi. 16 thổi đồng với ván gỗ. Cho mấy người hầu nó ngủ đâu bây giờ? Tạm thời vứt tôi nó ở đây đi. I cannot build here. Rồi đi bắt người thôi anh em ơi. Bắt người thì tôi nghĩ cái khu bên này là nó mạnh nhất nè. Khu bên này nè, lần trước qua đây nó vả tôi như con luôn. Vừa khóc vừa chạy về luôn. Bây giờ chúng ta qua bển đi phục thù thôi. Cá, cá. Cá, cá, cá. Chuột thì để bên đây đi. Máu này cũng vậy luôn. Độ 59 do mình không có máu á, không có máu nên nó mới 59. Đang rất là cần cá nha, nên cầu một tí cá đã. Xương cá
Phải đấy, câu cá ra xương cá. Cá bóng béo. Bắt người về làm nô lệ nào. Ở đây có một khu nè. Ngày 20 à. Thôi chùi bắp. Mạnh phết đó chứ, đồ tể với đạo tặc luôn à. 65. Một em, một em mà muốn chết tôi rồi. Sanguine regeneration. Đạo tặc 68% rồi. Thằng này thì không thấy của nó luôn. From my veins, I rejuvenate. The human, you are under my command. Bend to my will. Khổ. Ở bên này level nó cao quá anh em ơi, chơi không nổi rồi. Enjoy your stay. Sanguine regeneration. Dạng bên này chút xíu mà thấy thốn thốn nữa nè. Không biết có chỗ nào để mình tele bên này không? Đi kiếm cái chỗ tele đi. Quái bên này nó out level mình quá. Cái gì? Cái gì? Cleric 71, 34, 68.
Không có chỗ nào để Delay ăn thịt luôn à. Từ 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 từ. Đây 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 đây. Đây là phòng. Trong có cái tên level ta à, nó là cái này nè, đi thẳng lên hướng bắc luôn mới có, sao phải đó nha. Thôi sao quá không? Đi về thôi. Mày lỡ đi liều luôn đi. Bệnh gì cử. Cắm đầu cắm cổ chạy thôi. Một phần trăm là trời. Động vật đơn bào luôn á. Bốn phần trăm mấy con bên này nó mà phế lội vậy ta. Năm mươi, 16, 18, 34. Trời ơi nó đông. Một trăm mét nữa. Nhiều quá. Mấy anh này thì dạng cốc cơm thôi, không quan tâm. Về nhà nào, quá nhanh gọn. Ủa? Mấy anh để mình đâu hết rồi? Ơ? Đừng có nói nó về cái bay cũ được nghe. Ây da. Kỳ vậy, chơi kỳ vậy. Hả? À, tôi nói nè. Chết rồi, ây da. Cho tù nhân ăn cá hả? Cho bán này sang quá vậy? Chế ngự con người phải được kích hoạt là sao? Ừ.
are mine to dominate. Bend to my will. Vậy là phải đem nó về bên kia mới được anh em ơi. Đem nó về bên kia mới được. Con lông này nó đòi cái gì? Làm sao không thể tháo dỡ khi có vật phẩm trong thành trang? Sinh lực 128, thằng này không biết bao nhiêu, thằng lông này hiện nhiêu, 128 luôn, bèo vậy, 1577. Ủa, vậy mấy người hậu này là y hịch hết đã. Require more resources to make that. Mình có thể rút máu tù nhân ra ác cốc kìa. Thôi, dắt này về bên kia thôi. Về cái bay chính của mình. Chà vậy đây. Chà vậy đồng luôn. Thôi kiên nhẫn đi từ từ thôi. Tôi tưởng bác thằng cấp cao về thì nó mạnh hơn chứ. Hóa ra là hai thằng kia chỉ số nó thấp tẹo như nhau à. Kể dắt thử này về bên bển này coi làm sao. Đã thả tụi nó rồi nó còn ngứa nữa. Đi ra. Bà tụi nó chứ. Đi đánh lính ơi, đừng có ham ngứa đánh nó. Con này gì mà nó bự chà bá gì nè. Đánh lính trinh sát ngủ kế bầy sói trong rừng luôn, ảnh liều lắm.
Bên kia có chỗ câu cá nữa kìa. Cá hồi mà bảy màu nữa hả? Ủa thằng ngựa chạy nhanh vậy nè. Phi nước kiểu nhấn e. Trời ơi không gài không biết luôn. Con ngựa này cũng của mình đó nè. Chơi 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 chơi. Mình giật 1/4 cái máu anh đính của mình không mất miếng máu nữa. Con ngựa này tốc độ tối đa là 9.6, tốc độ xây 12.6. Mười chấm sáu lần, con này ngon hơn. Có cỏ cho nó ăn không? Cỏ luôn. Đấy, lộn đường ơi, lộn đường ơi. À không, đi đằng này cũng được. Đừng, 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 anh ơi, đừng. Thằng đệ của mình đâu mất mẹ rồi. À, nói còn vẫn còn chạy theo kìa. Cây cỏ thì chưa nào chín hết. You will make a fine servant. Bao lâu là 8 phút nữa lận. Mà không biết nó có mạnh hay không. Hay là nó đơn giản chỉ là thằng người hầu đó thôi. Ủa thằng này là thằng nãy hả? Thằng nãy chứ gì nữa? Nó đâu đây nè? From my veins, I rejuvenate. Nó đứng ở bên kia sông luôn kìa. Cái này là cái méo gì vậy? Hả? I'm better ahead than a lot. Thanks, Alpha. One shot, one shot.
One shot, one. Dance for me. Dance for me. You're done. One shot, one kill. Bây giờ đau quá nghe. Rồi bắn vô cây hết rồi. One shot, one kill. Not... Một hit. Bạn cũng có mà tí gọi là nỗ lực đó. Tôi đánh giá cao điều đó. Bông gòn với dầu hả? Taste of knowledge. Dầu ở đâu ra trời? Chấm 2, tốc độ xây nó thì nhanh hơn. Mười chấm sáu, 13.5 được. My blood restore my body. Thằng quý này. Có tí dầu nữa chứ anh. Qua đây lấy tí bông gòn nè. Về mình làm mấy cái vải bóc nữa. Chó cắn người dân rồi. Bông gòn ở đâu? À bên kia, bên kia. Nữa. Con này nó đen thui, nó đẹp nè.
cùi quá. Cùi luôn. Mấy dân làng ở đây nó để tỏi đầy trong nhà nha. Tha em anh dân làng ơi, tha em anh dân làng. Đi đường nào vậy? À đi cái đường ven sông này. Cậu ra cái méo gì đây? Cuộc đời nó phiêu diêu tự đại không? Hôm bữa trên mà YouTube á, anh em comment là nhấn nghe để cưỡi ngựa nhanh á, giờ tôi mới nhớ ra tự nhiên não giờ nó mới hoạt động nè, không gà chơi cái não ở đâu luôn. Nông Vi Bu trỗi dậy. Đồ nãy mình lột ra của thằng kia đâu rồi ta? Đấy đừng có đánh con hung không nổi. Con hung của ta. À cái nó cao hơn rất là nhiều luôn nè. Bây giờ cho nó nguyên một bộ đồ ngon nghẻ nữa. Rồi ok. Đừng có đánh mấy con đó nha. Đừng. Ây da. Thằng lông này nó khát máu quá. Đây một bộ năm đây. Cần là cuộn len vàng với mà cuộn len trắng, cuộn len vàng với cuộn len trắng, cuộn len vàng là vải với cuộn len xanh, cuộn chỉ xanh là gồm có cỏ nhưng mà ba cái xác này. Chỉ xanh thì tôi nhớ khá là nhiều nhưng mà tôi đem đi làm giấy hết rồi vậy, làm giấy hết mẹ này. À, có lên bàn nè, chỉ luôn nè, phải luôn nè. Con này mình đừng có để, mày đừng có để thằng Long Wibu nó thấy mày nha, thấy nó bem mày luôn á. Gôi sắc hung tàn. Cái này mình học rồi đây nè. Bữa nãy đấm thằng đó à, có phép mới đây. Chín mươi phần trăm sát thương phép để lại thiêu đốt. Nó cán rất là nhanh luôn. Hồi chiều cũng khá là nhanh đó. Tôi đang xài là cái ảo ảnh này.
Cái voi này không biết nó có mạnh không. Trời, 9 đến 15% mà mình ra có 10 rồi. Ê ê, chạy chạy chạy. Đừng. Tao lại mày lon ơi. Cái con đó tao nuôi từ đầu game tới giờ. Ừ, chạy đi, chạy đi. Ừ. Chạy đi, tao cầm chân nó cho. Nó sợ mình đi về cái nó còn cái xác không á. Mã nó đuổi rồi kìa. Trời ơi. Rồi chết chắc rồi. Thả nó đi lông ơi, mày ác cái gì. Ừ, chạy ra khỏi nhà đi. Đừng có quay vô con đi này. Mình chế cho nó một bộ vũ khí nữa. Ủa? Cái súng lục này nè. Nó coi sắt không tàn luôn nè. Tinh chất máu lớn, đá sương mù thường và một cái gôi sắt. Ủa, gôi sắt kiếm đâu ra? Bán gỗ, ngọc bích thường và tinh chất máu lớn. Rồi. Hai thằng nó chơi đuổi bắt rồi. Tối ngày đuổi nhỏ hoài không tha cho con hu đó là không thiệt.
Rồi nó chém nhỏ còn cái xác. Nó chém nhỏ còn cái xác ở bên không kìa. Mình đi chế đồ cho nó. Ấy, cái này mới đúng. Thêm cho nó cái nhẫn nữa. Cùng dây chuyền chứ. Ba hồng ngọc thường, sáu kính. Cái này được rồi. Bụi đá quý, sù to nó, sù to nặng quá nha. Cái này đi. Đá sương mù thô với cái nhẫn đồng huyệt. Nhẫn đồng huyệt này này. Cho cốt, hoa huệ tan tóc. Đá sương mù khô, cho cốt, hoa huệ tan tóc. Đá sương mù khô. À, con hu của tôi. Ủa không có đá sương mù khô thô hả? Chết cụ rồi. Thôi kể nó đi, cho nó cái nhẫn cùi như thế được rồi. Bà mày Long Quy Bu ơi, mày giết con thú nuôi của tao. Cấp độ trang bị nó lên 47 luôn. Có cái nhẫn xịn nữa nó lên 50 luôn á. Bốn trăm tám mốt hai nghìn quảng đồng đi đó, đi múc đi lò nơi nó săn đó một ngày nữa hả? Một cái tôi thấy trong game 24 tiếng. Tại mà tôi thoát ra là server nó đâu chạy nữa đâu. Như hạch. Trời ơi. 57 cộng nè. Nó đâu vết nứt ở đâu? Khu này phải không? Nó nằm đâu vậy trời? 57 có khi ở đây.
Nguyên cái khu này thì tôi chưa có đi. Bây giờ mình mở bản đồ, chắc cưỡi ngựa đi đi. Đi mở map nào. Ê, cái ghê vậy? Đi về, đi về. Lạng lách đánh võng. Đừng anh ơi, đừng anh ơi. Thì chính sao? À, áo tròn mình méo có màu. Nhìn như bạch diện công tử vậy á. Trên này có chỗ nào tê leo không vậy trời? Con cái bên đây nè. Đi, đi. Đây. Tụi nó bêm nhau rồi. Khu rừng này kiểu như cái khu rừng chết luôn rồi đó. Con ngựa mình ở lại đó hả? À đâu nó cũng về luôn nè. Lấy máu từ cụ tù nhân rồi nào. Vẫn chưa biết được cái điểm này đâu. Cấp 5, 7, cấp 1 là mình đi được á. Tinh chất máu nguyên thủy nè. Tại máy ép cải tiến. Có cái tinh chất nguyên thủy đó là mình nâng được rất nhiều thứ nữa. Đó 12 cái Guardian Alay lên.
Ủa? Cái máy ép cải tiến lâu trời. Lò gan xịn nè. À. Làm gì có máy ép cải tiến. Lũ đảng nó. Tám hỏi sắt bốn kính. Gạch đá và bụi đá quý. Rồi, ok. Ủa tính làm cái gì quên mất mẹ rồi. Sản xuất. Chế tạo. Tinh luyện. Tám thỏi sắt và bốn kính. Méo vừa. Hai trái tim nguyên vẹn là ra được giấc máu lớn. Mười giây. Cái này nó sẽ ra được cái này. Rồi từ cái này nó sẽ ra được cái này. Đơn giản vậy thôi. Tức là khoảng 200 gửi cái này á, 145x3 lên 225 thì nó ra được một cái này. Để 6 cái đi, 6 cái thì mình top cái này lại. Gà hai hộp nữa. Hộp nữa đi, hộp nữa được rồi. Rồi, ok. Ba hộp.
Ủa? Gallium alloy, trời ơi. Tôi bị mù chữ. Tôi bị mù chữ. Chưa chế được. Rồi, chấp nhận thôi. Cái này là sao ta? Tức là mình có thể dùng cái mảnh vỡ này đổi lấy một đống giấy luôn á hả? Rồi hiểu. Tăng khen tỏi. Hai cái này với hai cái này nó méo liên quan khỉ gì luôn. Bây giờ được cái giày Dust Watcher Bot nè, mình thay cái giày này cũng được. Ok, thay cái giày Dust Watcher Bot. Ba thổi sắt và 6 da thuộc giày. Sáu mươi ngon, máu mình xịn xịn cái nữa là lên được 61. Ủa sinh vật này là nó khác hả ta? Chỉ là máu mỗi lần mình hút là nó loại khác nhau rồi. Thằng kia nó đi tới một ngày lận. Nó bằng cái thời gian chơi game của tôi từ trước đến giờ luôn. Sàn hâm mộ hả? Sàn hâm mộ mình như mình có mà. Nha. Gạch chi cho cốt thôi. Ủa, cho cốt hết luôn đó. Coi, chờ lấy cho cốt. 4 ô là phải 8 cái cho cốt.
Sàn hầm mộ rồi không được. Rồi ok, phải có cái phòng bao quanh. This will not work. Rồi, hôm nay gần ở đây được rồi. Có thời gian rồi lại tiếp tục chơi. Nói chung bản việc khóa này làm cũng được. Khá là chuẩn chỉ. Đợt tới thì mình tiếp tục đi đánh boss thôi. Con này nè, đi nó gần hả, nó gần rồi mình đi đấm nó luôn. Ủa tôi nhớ chừa cái cửa bên hông à, đây qua đấm nó thôi. Cái gạch này nãy mình thiếu rồi. Mình thiếu cái đá nhỏ chứ không phải đá bự. Cái gì máu tốt, máu tốt. Human minds bend easily. You are mine to control. Your mind is mine to control. Đừng có về bên kia nghe không? Just for you. Hãy để cái gương giữa đường như thế này. Tận tâm 56, học giả dân làng. Đông quá rồi, đông quá rồi. Hãy
blood. Restore my body. Trời tối rồi, anh đi củ hành máy bay luôn. Sự kiện thế giới với nước xâm nhập gì kìa. À, nó chuẩn bị bắt đầu à. Hút đỡ này đi, hết máu rồi. From my veins, I rejuvenate. Có thấy cái event nó nằm đâu đâu? À đây nè. Sanguine regeneration. Chừng lần 10 máu trời. Giám mục nhà thờ hả? Cái này cũng phải người chân cù đâu. New knowledge acquired. Ai làm gì đâu mà khóc tan với vậy chứ.
đi vào nhà thờ cái nghe tiếng xè xè. Giết người xong bình tĩnh đi câu cá. Cá hiền nhân. Nó kế bên nhà luôn, cái thời gian mình đi qua cái điểm dịch chuyển bằng cái thời gian mình về nhà mẹ ơi. Làm sao hút máu tù nhân được? Cầm cái cần câu đi đã. You will make a fine servant. Lấy máu từ tù nhân. Ủa? Yet another accomplishment. À, cái này là lấy máu từ tù nhân nè. 30 đến 60% sinh lực. Trời ơi. Bend to my will. À, phí vậy. Máu 92%. Kiếm nào máu 100% mình nuôi trong đó luôn. You will find fulfillment in 4 phút. service. Rồi, hôm nay đến đây được rồi. Về tôi cất đồ đi. Bàn làm việc là bàn hồi gì? Là cái bàn workshop này phải không? Được, bắn rất là nhanh. Như cả bồi không gian luôn. Tính làm gì quên tên cho này. Cất tiền xu vào. Cất đá vào. Cất sách vào.
Nâng cấp trái tim lâu đài lên cấp 4, nâng bằng niềm á anh. Nâng bằng niềm á anh. Chế ngự thuốc cưỡi. Gallium alloy, còn thiếu cái mảnh đó nữa là được. Mình học được cái bàn chế tác trang sức. Nãy đánh này rồi. Này rồi. Đây, sắp hết chương 3 rồi. Xong con này nữa là chương 3 rồi. Đội trưởng đội dân quân tự vệ. Đội trưởng đội dân quân tự vệ. Chiến binh già là một cựu quân nhân từng trải qua vô số cuộc chiến. Octavian có lẽ là người đàn ông đáng tin cậy nhất cái sứ đinh lầy này. Lực lượng dân quân sẵn sàng phục vụ ông ta không chút nghi ngờ, và ông ta cũng đáp lại họ bằng tất cả khả năng của mình. Đừng để tuổi tác đánh lừa, vì gừng càng già càng cay. Nghe ngầu đét không? Ông này sẽ cho mình cách chế tác alloy. Ủa, chưa có chế được gallium alloy mà. Chưa có ai cho cái gallium alloy cả, nó vẫn còn đang phá. Rồi học rồi, đây nè, phải đánh được cái thằng này nữa. Tức là đánh thằng 58 xong rồi vẫn không xây được cái này, phải đánh tiếp thằng 60 này. Rồi